vì lý do nào đó, bạn bị lạc trong rừng rậm. Lúc này trời đã quá chiều mà bạn chẳng có một dụng cụ cứu trợ gì trong tay ngoài duy nhất một con dao nhỏ. Giữa rừng hoang vắng, không một bóng người, sự âm u, tiếng gầm rú của thú dữ. Bạn sẽ làm thế nào để sống sót qua một đêm kinh hoàng này? Hãy đi tìm câu trả lời ngay bây giờ với 12 thử thách sinh tồn của Nhanh Trí nhé. Được rồi, chúng ta cùng vào việc thôi. Bạn đang đi lạc trong rừng già và chẳng có điện thoại di động. Trời đã về chiều, màn đêm sắp sửa ập xuống giữa bốn bề rừng núi. Bạn phải làm gì đầu tiên để tự cứu sống mình đây? A. Gào hét hết sức có thể. B. Hít thở thật sâu để giữ bình tĩnh, suy nghĩ tìm ra hướng giải quyết. C. Đi thật nhanh tìm nơi có người cứu giúp. Bạn chỉ có 10 giây để quyết định thôi. Quyết định càng nhanh thì cơ hội sống càng cao. Bạn có gào thét như đi hát karaoke giữa rừng núi này thì cũng chẳng ai nghe tiếng bạn đâu. Hay đi thật nhanh chỉ làm bạn gục ngã sớm thôi. Phương án cứu sống bạn là B. Hít thở sâu để bình tĩnh và suy nghĩ mình nên làm gì tiếp theo. Việc đầu tiên để sống là thở cơ mà, phải không anh em? Sau vài phút bạn lấy lại được sự bình tĩnh, việc đầu tiên phải làm là tìm hướng ra. Điều này sẽ quyết định cả quá trình sống sót của bạn tại nơi hoang dã. Nhưng phải đi hướng nào đây? A. Cứ nhìn đâu thấy lối mòn thì đi. B. Đi theo ánh sáng. Hay C. Đi xuôi theo dòng nước hoặc dòng suối. Bạn chỉ có 10 giây, hãy suy nghĩ sáng suốt nhé. Cứ thấy đường rồi đi, hay đi theo ánh sáng là một việc cực kỳ nguy hiểm. Nó sẽ làm bạn kiệt sức và đi theo một vòng luẩn quẩn mà bạn không thể nhận ra. Hiện tượng này còn được gọi là ma đưa. Hãy đi xuôi theo dòng nước hoặc dòng suối. Nước bao giờ cũng chảy về xuôi, nơi có người dân sinh sống. Định hướng được đường đi khiến tinh thần bạn lạc quan hơn, nhưng có vẻ thử thách còn rất nhiều. Đột nhiên bạn phát hiện một bên chân mình ngứa ngáy khó chịu. Thò tay gãi theo phản xạ thì là một con vắt rừng cõng mông hôn vào chân bạn. Cứ phải gọi là ối rồi ôi là ối rồi ạ. Wow, nhìn kìa, là một đàn chứ không phải là một con đâu. Ngay lập tức bạn phải làm gì để loại bỏ chúng ra khỏi chân? A. La hét hoảng loạn. B. Lấy vật cứng, chắc hoặc thanh gỗ để gạt chúng. C. Nhảy xuống nước ngâm. Một vài con thì bạn có thể dùng tay, còn cả đám thế kia thì chỉ có cách lấy vật dụng cứng như que gỗ hoặc dao nhỏ đem theo, rồi nhẹ nhàng gạt bỏ từng vòi hút máu của chúng để sơ cứu kịp thời. Loài vắt rừng này không có độc, nhưng bám rất chắc các bạn ạ. Có anh em nào ở đây thấy chúng kinh khủng tởm không? Comment kinh khủng tởm ngay dưới ô bình luận nhé! Rồi xong, xử lý được lũ vắt hút máu người, bạn bắt đầu thấy khát nước. Lúc này bạn phải giải khát cho cái cổ họng khô như sa mạc Sahara của mình. Có 3 nguồn nước mà bạn phải lựa chọn một nguồn nước an toàn. A. Dòng suối đang chảy róc rách kia. B. Vũng nước lớn dưới đất. Hay C. Nước có trong những hốc cây mục. Dòng nước suối đang chảy là nguồn nước an toàn nhất. Khi ở nơi hoang dã, một dòng chảy liên tục luôn an toàn hơn ao hồ chứa nước sẵn, những nơi đó rất nhiều vi khuẩn tồn đọng. Mà này này, anh em có biết rằng khi đang kiệt sức và mất nước mà cũng phải có nghệ thuật uống nước sao cho đúng không? Cách nào là tốt nhất? A. Uống từng ngụm từ từ. B. Uống lấy uống để, uống thật nhiều cho đã cơn khát. Hay C. Không cần uống luôn nhỉ? Phải uống từng ngụm từ từ thôi nhé. Mà đang khát lại phải uống nhẹ nhàng thế để làm gì nhỉ? Bởi vì cơ thể đang kiệt sức, uống từ từ từng ngụm nhỏ để tránh loãng mồ hôi khiến bạn mệt hơn. Nếu uống thật nhiều, cơ thể bạn có thể bị sốc do chưa kịp thích nghi đấy. Có lẽ vì đã đi một quãng đường và mất sức lực khá lớn, nên lúc này cơ thể của bạn cảm thấy khá mệt và muốn lả đi. Vậy giờ bạn phải làm gì? Bạn có 3 lựa chọn. A. Chỉ uống nước cho no thôi. B.
tìm một đàn mối. Hay C, ăn cây quả xung quanh. Bạn chỉ có 10 giây để quyết định mình ăn gì. Ngoài nước, nguồn muối khoáng cũng vô cùng cần thiết cho cơ thể, đặc biệt là khi đang kiệt sức, và những con mối béo mầm chứa nguồn muối khoáng và vitamin dồi dào lại an toàn cho cơ thể. Bởi vì mất muối là lý do kiệt sức, đó là lý do tại sao người đi rừng hay đem theo muối. Còn những cây quả dại kia, tốt nhất bạn không nên động tới, nếu không biết rõ chúng là loại quả thế nào nhé. Vừa ăn được vài con mối, bạn bỗng thấy có những âm thanh lạ, sột soạt, sột soạt. Bạn giật mình quay mặt lại thì là một con lợn rừng to lớn xuất hiện sau bụi cây, nhìn chằm chằm vào tấm thân mỏng manh của bạn. Ôi má ơi, giờ phải làm gì? A. Chạy té khói. B. Trèo lên một cái cây to. Hay C. Đứng im la hét. Cái tình hình bây giờ nó rất là tình hình rồi, bạn chỉ có vài giây quyết định thôi. Lợn rừng không phải là một con vật dễ thương như bạn nghĩ. Chúng cực kỳ máu chiến và hung dữ. Khi gặp lợn rừng, bạn đừng hoảng loạn đứng đó mà la hét hay bỏ chạy. Chúng tưởng bạn khiêu khích chúng và đuổi theo bạn với vận tốc có thể lên đến 30 km/h đấy. Cách tốt nhất là trèo nhanh lên một cái cây gần đó. Chúng không hề nhảy hay leo trèo, nhưng chúng sẽ thử thách độ kiên trì của bạn ít nhất trong vòng 1 giờ đồng hồ đấy. Cẩn thận nhé! Vừa thoát khỏi một cơn thót tim, bạn biết mình cần phải làm gì ngay sau đó rồi chứ? Cần phải bắt tay ngay vào việc tìm nơi trú ẩn thôi. Nhưng giữa một nơi rừng vắng hoang vu, màn đêm đã sắp sửa bao phủ khu rừng này, bạn sẽ ngủ thế nào trong đêm nay? A. Nằm lên một phiến đá. B. Tìm một cái hang và ngủ trong đó. Hay C. Dựng một túp lều tranh. Nghe có vẻ lãng mạn nhỉ? Cách tốt nhất là nên dựng một túp lều, kiếm các cành cây chắc chắn, có thể dùng dao tước vỏ cây làm dây buộc, trải lá khô dày bên dưới để nằm. Chỉ cần làm như thế này là bạn đã đủ ấm áp và làm một giấc no say đến sáng rồi. Nhưng khoan, chưa ngủ ngay được đâu. Bạn phải thắp lên một ngọn lửa nếu không muốn sáng hôm sau thành xác sống. Trong tay bạn không có diêm cũng chẳng có bật lửa. Giờ bạn phải làm thế nào? A. Lấy hai hòn đá đập vào nhau. B. Dùng hai thanh gỗ. Hay C. Hét ra lửa. Đây là cách tạo lửa bạn có thể làm nếu không có dụng cụ tạo lửa trong tay. Nếu mà thang điểm sáng tạo là 10 thì bạn được hẳn 11 luôn nếu làm được điều này. Ngoài ra còn rất nhiều cách nhóm lửa khác, biết đâu bạn có cách tạo lửa hay hơn nhỉ? Comment ngay nhé! Lúc này thì bụng bạn đã đói cồn cào, vài con mối hồi nãy không thể đủ cho bạn duy trì sự sống được. Giờ bạn cần phải làm gì? A. Giờ này chỉ có cạp đất thôi chứ có gì mà ăn. B. Uống nước trừ bữa thôi. C. Tìm tất cả các con vật như giun, dế hay xuống suối mò cua bắt ốc. Nếu bạn tập được cho mình thói quen ăn những con côn trùng mà bình thường không bao giờ dám đụng tới, thì đáp án C là lựa chọn hoàn hảo. Đúng rồi, ở rừng thì không thiếu thốn gì đồ ăn đâu. Vấn đề là bạn không cần ăn tươi nuốt sống như grizzly bear, mà hãy cho chúng vào nướng lên nhé. Lửa là sự đảm bảo an toàn của bạn khi cả đêm dài trong rừng sâu. Điều quan trọng hơn là làm sao để ngọn lửa không bị tắt. A. Cứ kệ nó khắc cháy thôi. B. Chọn cây gỗ to và khô đặt vào đám củi lửa. C. Lấy nhiều lá cây đổ vào đống lửa là xong. B là đáp án thông minh nhất. Bạn có thể duy trì ngọn lửa và than nóng để ấm áp cả đêm dài. Hơn nữa, ngọn lửa sẽ làm hầu hết các con thú sợ. Điều này sẽ làm cho cả lũ muỗi rừng rời xa bạn nữa đấy. Vì muỗi cũng sợ khói đó. Ồ, vừa chợp mắt thì trời cũng đã sáng. Có lẽ vì quá mệt và với kinh nghiệm sinh tồn của bạn,
mà bạn đã có được một giấc ngủ ngon lành. Nhưng chắc hẳn cả đêm qua, người thân của bạn cũng nháo nhào vì bạn rồi. Có lẽ giờ họ đang đi tìm bạn. Bạn làm thế nào để báo cho mọi người biết đây? A. Vừa đi vừa khóc. B. Sử dụng đám lửa đêm qua cháy còn, thêm nhiều lá khô lẫn một chút lá tươi để tạo đám khói lớn. Hay C. Chỉ đi xuôi theo dòng suối như định hướng ban đầu. Phương án B sẽ giúp bạn được cứu nhanh nhất. Dù không phải người thân thì biết đâu cũng có anh chàng hay cô nàng tiểu phu nào đó thấy đám khói cao mà tới cứu bạn thì sao? Tuy nhiên bạn vẫn phải chủ động đi xuôi theo dòng nước, chứ chẳng lẽ lại ngồi đó chờ? Nhưng khi đã rời đi, bạn nhớ hãy dập tắt hoàn toàn đám lửa đi nhé. Bạn có thể dội nước vào để bảo đảm đám lửa đã tắt hẳn, nếu không rất có thể đám lửa sẽ là một mối nguy của khu rừng. Vậy là bạn đã trải qua một đêm kinh hoàng và thoát ra khỏi khu rừng. Vậy, bạn đã vượt qua được bao nhiêu tình huống nguy hiểm trong 12 tình huống trên? Hãy comment những kỹ năng mà bạn nắm được nhé! Nếu là 8 trên 12, thì có thể thiên nhiên hoang dã là ngôi nhà thứ hai của bạn. Còn nếu không, thì bạn nên luyện tập thêm. Bạn đã học được điều gì hay ho trong video này thì like, share và theo dõi, ủng hộ cho Nhanh Trí nhé! Chúc các bạn có một buổi chiều vui vẻ!